Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa? Mình vừa thấy nó ở đây mà anh em ơi, á phía sau cái đậu xanh. Phía sau hả? Phía sau hả? Đậu xanh. Hơi gắt rồi. Cái này hơi gắt rồi anh em ơi. Ok ok. Hơi gắt tí, quần báo đã. Mình không ngờ là nó ngay phía sau lưng mình luôn cơ. Úi dồi ôi, chịu hẳn luôn, chịu hẳn luôn. Đây, lượm thêm đạn từ liên này, máu quá nhiều rồi các bạn ạ. Ui, 33 luôn này. Đậu xanh. 33 anh em thoải mái mà lút đồ nhá. Ok ok, mình cũng muốn đổi qua cái khẩu P90. Đây, đổi vị trí của MP5 sang thành P90 nhá, hợp lý. Ngoài ra thì mình có thể là lượm thêm rất là nhiều những cái phụ kiện ở đây. Rồi, cũng ổn rồi. Đi thôi mọi người ơi. Không biết là có 4x chưa? Chưa có ống ngắm các bạn ạ. Dẫu sao thì mình cũng chỉ có một cái khẩu súng tiểu liên duy nhất. Anh không chơi AWM đâu em ơi. Thì nói với mọi người rồi, chơi solo thì anh em chơi AWM là không được ngon cho lắm. Các bạn vẫn nên chơi cái combo súng, đó là một súng trưởng với lại một súng tiểu liên, cái đậu xanh. Vãi trưởng. Đứa nào nó chơi tôi vậy anh em ơi. Xíu nữa thì bay giáp mất tiêu gì à? Ok ok ok. Chị già rồi em ơi á. Hoa đâu có già đâu. Mình sẽ xuống đây coi thế nào mọi người ạ. Ủa, có đứa gầy mình bên này nhưng mà mình chưa thấy nó đâu cơ. Đậu xanh. Để mình coi xem là nó ở đâu các bạn ạ. À đủ. Thêm một keo này. Rồi. À ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Cái này là khẩu MP40 nha mọi người, nó lại ngon lành quá nhỉ, được hợp lý. Có khẩu này thì sấy phải gọi là đã tay mọi người ơi. 7 thử máu luôn. Lượm đồ tạm thế này vậy. Muộn muộn thì anh mới chia team nha em ơi. Tầm này thì mới đầu live thôi, cứ làm mấy trận solo đã. Anh thích chơi solo hơn bởi vì là cầm solo này gáy nó có vẻ gắt hơn anh em ạ. Chứ nhiều khi chơi team squad thì nó mang tính đồng đội nhiều hơn, không phải là tính chất là gáy săn mạng. Ơ, đậu xanh, đậu xanh. À, lại là có thêm được đạn súng tiểu liên nha mọi người ơi. Mời ổ bánh mì ăn no không anh? No em ơi. Bây giờ là mình lên trên phía cánh đầu mọi người nhá. Úi dồi ôi. Nghe mấy đứa nó comment xàm xí chưa này anh kẹo là cả thế giới của em. Xàm xí vậy thôi em ơi. Gì đây? Úi dồi ôi. Nịnh giỏi hơn anh kẹo rồi đấy, đâu có đâu Hoa ơi. Mini nó tuổi gì hả em? À từ từ, mình qua đây cái con nào. Chứ có ai, chứ có ai. Ủa, thế là cả cái khu này mà mình thấy được có mỗi một đứa hả? Đây đã nói chuyện với anh em bảo là lên phía cánh đồng ấy. Thì tôi sẽ lên bằng cái cáp cho là nha mọi người. Ok đi. Chạy nhanh vậy hả? Tất nhiên rồi nha em. Không chạy nhanh để cho chúng nó bắn cho què chân hả mọi người. À, chào anh nha, ok ok, chào các bạn nhá. Trên này nó vắng quá ta mọi người. Để mình coi xem thế nào chứ người đâu cả rồi vậy. Anh có thích ăn kẹo không? Thực ra thì anh không thích ăn lắm ở cái đậu xanh. Rồi xong. Lúc nãy thì thỉnh thoảng là mình chạm nhầm vào cái phím âm lượng nha các bạn ơi. Phím âm lượng thì nó nằm ngay bên hông của điện thoại này. Đấy, bắn súng cái chạm nhầm vào. Nó hiện một cái thanh âm lượng. Qua đây coi xem thế nào. À, nón ba nó xịn hơn nón của mình mọi người nhá. Rồi xong luôn, có cái chảo che mông này. Đơn giản mấy anh em lấy chảo che mông để đỡ bị cho nó bắn lủng mông thôi. Có bom keo này, ơ. À, bên ngoài của người, bên ngoài của người, thằng nào bắn mình đây? Nó định sơi tôi không ạ? Ok ok, tôi qua. Nào, giỏi qua đây em ơi. Bên trên của người luôn. Có vẻ hơi căng, có vẻ hơi căng. Qua đây, qua đây. Có vẻ hơi căng. Có vẻ hơi căng. Có vẻ hơi căng. Đậu xanh này, đợi em ơi. Cái đậu xanh này, ui, bắn auto chảo luôn. K
cái đậu xanh này auto chảo hả em? À, có một đứa ở phía trên nha mọi người. Đây mình bơm đầy máu luôn và quất nó. Các bạn đây nó đâu? Nó vừa chạy xuống tảng đá rồi nha em ơi. Xuống tảng đá thì làm sao, có giỏi xuống đây em ơi. Chỗ này hả? Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha bạn ơi, cẩn thận nha bạn ơi, cẩn thận nha bạn ơi. Rồi xong, thằng bé lên bảng luôn. Ai, chán đời thật chứ. Mấy đứa này chúng nó chơi gà quá anh em ạ. Tôi chạy qua phía này coi. Ok, quay sang nó này. Có thêm được có bột ít. Hợp lý. Bột ít đây rồi, ngon. Ủa mà thính kia là thính gì vậy? Tại sao nó không lượm ta hay là thính mới vậy? Và mát này. Bây giờ mình qua phía thính coi xem thế nào chứ. Hên quá chưa mù mắt kẹo sấy MP40. Thi thoảng thì anh em xem có mà phải gọi là mù mắt. Tự nhiên anh chửi em xàm hả? Đâu có đâu. Đâu có chửi anh em xàm bao giờ đâu. Chẳng qua là nói chuyện với anh em thế thôi. Chứ đâu ai nói gì. Trang bị giảm thanh và ska nhá. Đang xem thì bố ngắt mạng mọi người ơi. Bật 3G lên em, bật 4G lên xem like luôn. Dân chưa thì sợ gì mơ rơi hả em? Dưới này có gì đây ta? Ồ. À nó là con xem một tờ chắc, tôi quên. Tôi quên anh em ạ. Phía dưới nó là cái con xe motor chắc. Gần cuối bò hãy gáy anh ơi. Kệ đi. Gáy sớm ăn gì anh em? Gáy sớm thì từ từ. Cái đậu xanh này. Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Ui. Lúc xong cây dừa hả em? Bình tĩnh. Rồi. Cây dừa kia hả em ơi? Từ. Làm sao chú nghĩ là chú có thể là sống được ở sau cây dừa đấy hả em? Anh qua phần này thằng bé này nó chạy mất dép này anh em này. Anh em chờ xem này, thằng này nó chạy mất dép với tôi nhá câu nhá, tôi có lựu này. Thôi xong rồi, mày chạy đi em ơi. Một quả thôi là đủ rồi anh em ơi. Mày chạy đi em ơi này. Một quả lựu thôi là đủ rồi. Mình đang định nghĩ là sẽ cho nó ăn hai quả lựu nhưng mà mình nghĩ là một quả thôi, đỡ tốn. Ok các bạn. Ơ, có tiếng gì lạ lạ. Có vẻ như là có người quanh đây ấy. À có xe. Đứng lên tảng đá này. Đứa nào vậy? Đây hả? Xuống xe. Qua chỗ nó luôn. Ui, chủ tính là khoe xe ở đây à? À thấy rồi, thằng bé ngay sau tảng đá nhá. Làm gì vậy? Tính khoe xe hả mày? Ủa, mình thấy là sau tảng đá cũng có một đứa nữa mà anh em. Ok. Xem thế nào chứ mọi người. Quay lại đi. Tầm này thì kẹo lên trên đi mọi người ơi. Lên trên xem còn hạ chúng nó nào. À xe thì kia đứng lại. Đừng khoe xe. Đứng lại. Đúng rồi, khoe xe này. Cái tội khoe xe này làm sao. Khoe xe này. Dựng bom keo kiểu ngáo này. Ở cái đậu xanh nó dính chảo. Nó dính chảo anh em ạ. Dính chảo thì cũng lên bảng nhá. Ok. À bên dưới có một đứa. Chỗ nào em ơi? Nó ngay chỗ nào vậy ta? Mình vừa thấy là ở trong UV có mà các bạn ơi. Thôi kệ đi. Có lẽ là mình nên lên trên và lượm xác thằng này trước đã. Rồi, lượm thêm ít đạn xuống trường này. Hợp lý. Bom keo thì nó cũng là trang bị vô cùng là cần thiết nha mọi người. Thế thôi. Lượm thêm 3 đạn xuống trường này. Ơ, người đâu vậy ta? Mình vừa thấy đây cơ mà. Chẳng nhẽ nó lại chạy nhanh vậy cơ. Ồ. Gắt. Để mình coi xem thế nào. À. Chỗ nào vậy ta? À đây. Ngay thì có người nha mọi người ơi. Đây này. Ngay thì có người này. Ui dựng bom keo cả. Đừng có dựng bom keo thì chứ em. Được rồi. Kể cả là cho chú dựng bom keo luôn nhá. Mọi người cứ bình tĩnh kiểu gì là mình cũng ăn được nó luôn này. Ok. Cứ phải bình tĩnh anh em ạ, đúng rồi, dựng một keo đây mày. Làm sao đấy, dựng lên đi. Dựng nó đi em, anh cho lên bảng điểm số luôn này. Ok, bình tĩnh các bạn ơi, thật kia. Nó thì không chạy được xa đâu, không chạy được xa đâu mày, không chạy được xa đâu,
không chạy được xa đâu. Ok, hết bom keo. Hết bom keo thì nó cũng say mộ thôi mà. Rồi xong 7 kill rồi. Uầy, tầm này thì hơi bị gắt mọi người ơi. Hiện tại thì bo đang khá là nhỏ rồi mà vẫn đang còn tận là 9 người chơi nữa. Các bạn thì căng chưa? Các bạn thì căng chưa? Ok, cảm ơn Hoa nha, mọi người nhớ chia sẻ lại chim ủng hộ mình nhá. Ê, ok. Ok trước mặt của người này. Cái đậu xanh ok trước mặt của người này. Chắc là mình phải qua chỗ đó mình công thôi anh em ơi. Công thôi. Không để nó sống dai được các bạn ạ. Nó chạy. Nó xuống bên dưới tảng đá hả? Hay lắm em ạ. Ok. Mày hay lắm em ạ. Anh đây. Nó lên trên hả? Lên trên đi. Cái đầu này. Sao làm sao? Có xe hả? Ui, bên dưới này. Khá là đông anh em ạ. Khá là đông anh em ơi. Cái đậu xanh này. Lên bảng. Rồi xong nhá. Ở bên trên. Bên trên là còn người nữa. Hơi gắt. Tầm này thì hơi bị gắt anh em ơi. Tầm này thì hơi bị gắt các bạn ơi. Đậu xanh. Làm gì nhau. Tầm này thì hơi gắt rồi. Bên dưới đang còn người nữa nên là pha này hơi khoai mọi người ơi. Mình hết một keo rồi cơ. Cái đậu xanh này. Đậu xanh làm gì vậy. À, Dựng bom keo ngu này. Lên bảng em ơi, 10 kill rồi. Ok, bây giờ mình xem lượm thêm mấy cái đạn súng trường đã. Ơ, sau xe tải của người. Với lại thì cũng như là mình xem nó có bom keo không. Có bom keo thì phải lượm luôn. Ê, vướng. Qua đây đứng là hợp lý này. Thêm đạn súng trường nhé. Ui, đông vậy. Bên trên còn người nha mọi người ơi. Để lên. Hình như là chân trọt một đứa thì phải. Ui, hơi gắt. Đây rồi. Bé đây. Tưởng đâu cơ. Lên bảng. Ba thằng nữa. Lắp nòng súng 3 được rồi các bạn ơi. Các bạn có bom keo không nhỉ? Ba mới này. Các bạn có bom keo không? Đây rồi. Hợp lý rồi. Cầm sẵn bom keo này. Người đâu? Ok, hơi căng. Hơi căng phần này rồi nha mày. À, đằng sau mình còn người nữa. Gắt thật. Thế này thì hơi kinh rồi nha mày. Nó vướng cất xe nữa. Ui, hẳn là vướng xe thôi, xong chết miệng rồi. Ok. Đừng. Làm sao đấy em ơi? Tuổi gì định chơi anh? Hắn liệu đi em ơi. Đúng rồi. Lên đây em ơi. Ui. Lên đây em ơi. Thanh niên. Càng quá nhiều mọi người nhỉ. Rồi. Cuốn máu phun cái đã. Điều quan trọng là bây giờ là tôi hết bom keo rồi nha em ơi. Thằng cuối. Solo 1v1 rồi. Giáp chung nổ mới này. Có bom keo không? Không có bom keo rồi. Chạy lại. Ui, dính mình của nó. Cái đậu xanh. Hết bom keo rồi. Đừng. Đừng bắn mình thế. Đừng. Anh không chơi đâu. Ui, sau này. Gắt vậy anh em ơi. Cái đậu xanh này làm sao. Yes, tuyệt vời. 13 kill top 1. Hợp lý. Còn hai quả liệu này. Ok, ngon lành luôn. Yes. Tuyệt vời các bạn ơi. Top 1 luôn, đầu like. Ok, và mình đã có được 13 kill trong ván đấu đây nhá mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.